Chi nghẹn ngào chạy lòng với cung Lâm Na, nhiều người bảo tôi đừng hát nữa. Các bạn thân mến, những ngày qua, Chi là cái tên được quan tâm khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình đạp gió 2023 tại Trung Quốc. Với sự thể hiện ổn định, Chi được kỳ vọng sẽ tiến sâu hơn vào chương trình. Mới đây, một đoạn chia sẻ của Chi tại đạp gió 2023 bất ngờ nhận được sự chú ý của khán giả. Cụ thể, ca sĩ Cung Lâm Na bày tỏ sự lo lắng về phần đô dây của Chi và khẳng định cô có thể làm được tất cả ngay lúc này, Jipu đã tâm sự với đàn chị. Đôi khi em chỉ muốn mình hát tốt hơn. Năm năm trước khi em trở thành ca sĩ, rất nhiều người đã nói với em, đừng hát nữa, bạn không thể trở thành ca sĩ đâu. Em thích cảm giác được đứng trên sân khấu. Em cảm thấy tự tin khi đứng trên đó bởi vì mọi người sẽ biết Jipu là ai. Chia sẻ của Jipu nhận được sự đồng cảm của khá nhiều khán giả tại Trung Quốc. Dù lượng anti fan tại Việt Nam của Jipu khá đông. Thế nhưng hiện tại cô nàng đang là cái tên được nhiều người quan tâm tại Trung Quốc khi tham gia chương trình đạp gió. Cuối năm 2022, Jipu thông báo hoãn phát hành album và tạm dừng việc ca hát tại Vpop. Nguyên nhân được nhiều người đồn đoán là các dự án của cô không gây được tiếng vang, nhận về nhiều ý kiến tiêu cực khi bị đánh giá phản cảm, xáo rỗng. Cho đến hiện tại, nữ ca sĩ vẫn không hề có bất cứ động thái nào cho việc quay trở lại đường đua âm nhạc ngoài việc góp mặt ở sâu truyền hình tại Trung Quốc. Trưa ngày 27 tháng 5, thì phần trình diễn bài hát Rosemary của Chipu cùng Cung Lâm Na, Lưu Nhạn Sắt đã được công chiếu. Với việc lần đầu tiên được đảm nhiệm vị trí đội trưởng, Chipu cùng hai tỷ tỷ đã khiến người hâm mộ không thất vọng. Theo đó, giọng ca 9X có phần xuất hiện đầy ấn tượng khi thể hiện khả năng đu vòng treo người trên sân khấu rực lửa khiến dân tình không khỏi mồm chữ O, mắt chữ A, há hốc và trầm trồ. Không những thế đây là lần đầu tiên Chipu hát trọn vẹn bài hát bằng tiếng Trung, giọng hát của mỹ nhân 9X nhận được khá nhiều lời khen ngợi về sự tiến bộ. Bên cạnh đó, vì dù xinh đẹp sắc sảo của Chipu khi đạo sắc cùng hai mỹ nhân còn lại cũng không hề lép vế. Suốt phần trình diễn, khán giả liên tục hào hét và cổ vũ cho Chipu cùng động đội. Trung cuộc đội Chipu nhận về 847 điểm, đây cũng là điểm số cao thứ hai trong vòng thi này. Càng đi sâu vào các vòng, Chipu càng khiến netizen tự hào với luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thành tốt tất cả các phần thi. Trải qua hai tập phát sóng, Chipu ngày càng khẳng định được vị thế ở chương trình. Ở tập 1, vượt qua nhiều ngôi sao khác, Chipu gây sốt với phần biểu diễn ca khúc Đóa Hoa Hồng và xuất sắc có được 359 điểm, xếp thứ 8 trên 33 thí sinh bảng xếp hạng. Tại tập 2, Chipu một lần nữa có màn thể hiện đầy mãn nhãn với ba mỹ nhân khác gồm Ella, Trương Gia Nghê và Ngô Thiến với bản hit si tình, được 853 điểm. Đây cũng là điểm số cao nhất trong vòng thi này. Những thông tin tiếp theo về Chipu và chương trình đạp gió 2023 sẽ liên tục được chúng tôi đăng tải trên kênh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn xin chào và hẹn gặp lại